nó cũng không có phải là có những cái mùi mà nó hơi cũ như là một số sản phẩm trước đây mình từng thấy, nhưng mà các bạn thấy ở đây chúng ta có hạt hạnh nhân nè, mẹ đang làm việc quá kì. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã nhìn thấy xem video của mình. Và rất rất lâu rồi thì mình mới quay lại với một video review ngũ cốc. Khi mà trên thị trường cái sản phẩm nó có quá nhiều và quá đa dạng đi thì cũng gây cho mình những cái sự phân vân khi đưa ra quyết định. Và sau một hồi cân nhắc thì mình đã đặt sản phẩm này. Các bạn xem, đây là một cái hộp siêu to và khổng lồ. Tại vì dạo này mình cũng nói chung là không có được ăn uống, không có được nhiều chất xơ lắm, mình cảm thấy không healthy lắm. Mọi người có thể thấy mụn trên mặt mình đó, nên là mình quyết định sẽ đặt nguyên một cái hộp 1 kg này về. Thứ nhất là nó lạ, thứ hai là nó đủ nhiều để mình có thể chia nhỏ ra những bữa ăn trong ngày để có thể bổ sung được chất xơ thêm cho cơ thể. Tại vì dạo này thật sự là cái chế độ ăn uống của mình cực kỳ không healthy. Mọi người có thể thấy đây một cái hộp rất là dễ thương, nhìn nó có như là lon sữa bột của em bé, nhìn là mình lại nhớ tới cái vị sữa bột béo 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 cay, nhưng mình mỗi lần mà thấy sữa bột thì chỉ muốn móc lên mà chiến thôi. Lý do cái hộp này nó bị móc thì đó, không phải là do đơn vị vận chuyển hay gì hết, mà mình đem về xong rồi mấy con mèo của mình đã giúp mình khui nó ra, nên là nó bị rớt xuống dưới, bị móp. Mọi người hãy thông cảm cho cái phần hình này nha. Cái hộp nó bằng sắt như thế này, khá là chắc chắn và mình đã nói là cảm giác như là một cái lon sữa bột vậy. Mình đã dịch sơ qua rồi thì đây là ngũ cốc yến mạch nướng. Có một cái thương hiệu ở đây nè, mình không dám nói chắc nó là thương hiệu gì, nhưng mà đó, một điều mà rất là ấn tượng trong cái sản phẩm này đó là hai cái hình tròn này. Một cái là sẵn sàng để ăn, có nghĩa là chỉ cần mở nắp hộp là ăn được rồi, bình thường đúng không? Nhưng mà bên này những cái sản phẩm trong này rất là khoa học, đã được nghiên cứu dựa trên khoa học, từng cái thành phần và sự kết hợp, một cái sự kết hợp rất là khoa học. Và mình cảm thấy là review hơn 10 sản phẩm vừa rồi thì mình chưa thấy cái sản phẩm nào mà có cái ký hiệu về cái sự khoa học trong cái sản phẩm như thế này. Đa số luôn cái sản phẩm sẽ có cái dòng chữ đó là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và khối lượng tận của nó ở đây là 1 kg. 100g thì sẽ có 1861 kJ. Mình sẽ là đổi ở dưới comment là 1861 kJ này sẽ bằng bao nhiêu kilocalo, mình đã quên mất rồi. Thực ra cái trí nhớ cái bàn của mình nó không cho mình nhớ nổi là rốt cuộc là đổi hai bên như thế nào. Mình sẽ đổi dưới phần comment nha. Dưới cái phần khối lượng tịnh á thì chúng ta sẽ có nhắc nhở sản phẩm này chứa các sản phẩm ngũ cốc chất lượng cao nha, chất lượng cao như mọi người. Các sản phẩm từ sữa, mè đen, các loại hạt và các sản phẩm từ hạt. Sản phẩm này chứa thức ăn dạng hạt, không thích hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi và người già, phải được bảo vệ bởi người lớn. Vui lòng tiêu thụ càng sớm càng tốt sau khi mở để tránh sản phẩm bị ẩm ướt. Người già và trẻ em là hai cái đối tượng mà mình đặc biệt lưu ý khi mà mình bán cháo cũng vậy. Ví dụ như một suất ăn của mình là sẽ cho nó tiền, rồi mình sẽ hỏi là cháo là cháo mình lớn hay là cháo em bé hay là cháo người già hay cháo người bệnh, thì tùy cái đối tượng sử dụng mà chúng ta sẽ có một cái cách nấu cháo riêng để phù hợp với cái đối tượng đó. Đây, có một cái bảng thành phần như thế này. Thì theo Google dịch, theo chị Google, thành phần sẽ bao gồm một yến mạch. Trong một yến mạch sẽ bao gồm một yến mạch giàu thực vật có kết đỏ, đường trắng, chất béo vitamin E, bao gồm các hạt chia lớn ngô, ngô mảnh, chuối, ngọc nho, cà chua bi, khoai tây, hạt bí, mè đen, mang bì quất khô. Khối lượng là 10 kg, hạn sử dụng 12 tháng, ngày sản xuất sinh dưới đáy chai. Mã số giấy phép sản xuất công ty rồi các kiểu. Đây này, ở đây là thông tin của cái công ty cơ sở sản xuất chế biến cái sản phẩm này, thì sẽ bao gồm người ủy thác, địa chỉ, nhà sản xuất, xuất xứ. Đó là thông tin rất là đầy đủ ở đây. Có số điện thoại đường dây nóng hotline. Một là các bạn sẽ mở ra và sử dụng trực tiếp sản phẩm. Hai là các bạn sẽ kết hợp sản phẩm chung với sữa chua. Ba là sẽ dùng chung với sữa tươi như thế này. Đó. Thì nói chung bề ngoài như thế, vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao thì vẻ bề ngoài này được 8 điểm của. Và chúng ta sẽ tiến hành xem cái vẻ bề trong của em nó như thế nào nha. Đầu tiên là mình sẽ mở, lúc mở ra thì mình sẽ thấy có cái này. Xong mình, ủa hết hôm mình chưa mở mình sẽ lại như thế này, nhưng mà không phải, đây. Nó sẽ có một cái màng như thế này. Tại vì mình cũng chưa mở cái hộp sữa em bé bao giờ, nhưng mình nghĩ là sữa em bé cũng sẽ thế này. Thì khi các bạn lột cái lớp này ra, chúng ta sẽ dùng cái nắp này để chúng ta đậy lên thì nó sẽ không có bị khô. Cái này nếu như mà bạn nào nhỏ, các bạn nhớ sử dụng sự trợ giúp của người lớn nha. Thấy không? Các bạn có thấy không? Nó rất là nhiều màu sắc nè. Có cả những cái bánh như thế này màu tím tím.
không có gì đặc biệt, nó cũng không có phải là có những cái mùi mà nó hơi cũ như là một số sản phẩm chứ là mình từng thấy. Nhưng mà các bạn thấy ở đây chúng ta có hạt hạnh nhân nè. Mẹ đang làm việc quá kia. Ở đây các bạn có thể thấy có hạt hạnh nhân này, nho khô này, những cái trái cây sấy rất là quen thuộc cho chúng ta sử dụng cái sản phẩm của cốc nội địa chung. Nhưng mà đặc biệt mình cực kỳ là thích hạnh nhân. Hạnh nhân và hạt điều và ốc chó. Xin mời mọi người. Màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Ví dụ như nhà mà có trẻ nhỏ thì cái này các bé sẽ rất là thích. Mình có cả chuối, bánh, yến mạch, một vài loại trái cây khô ở trong một cái mũ. Thật ra tỷ lệ hạt hạnh nhân thì sẽ là tầm 1-2% thôi. Nhưng mà là nó có và nó là cái hạnh nhân mà nguyên hạt hoặc là nửa hạt chứ không phải là vụn ra nha. Nó ngon và nó không quá ngọt. Thật sự là không quá ngọt. Có một số loại rất là ngon nhưng mà cái vị ngọt của nó hơi gắt. Còn cái này là ngọt vừa đủ, cái yến mạch này không ngọt mà ngọt từ những cái trái cây khô hoặc quả sấy này nè. Các bạn thấy không? Hạnh nhân của nó cực kỳ chất lượng. Mình đang đi lục lại giá xem là mình mua lúc nào. Tại vì mình mua cũng khá lâu rồi. Rồi mình ngâm nó ở đó. Đây là chuối khô nè mọi người. Các bạn có thể nghe được không là cái tiếng cái chuối á, nó rất là giòn. Số lại trước đây lúc mà mình ăn á thì cái chuối nó kiểu nó hơi mềm, nó không có cái tiếng rột rột rạ rạ vậy. Rất là giòn. Ngon các bạn. Không, mình nói sai rồi. Tỷ lệ hạt hạnh nhân cũng khá đều á, chứ không phải là như là đại cát giữa sa mạc hay gì đâu. Đây, chứ gì nãy giờ mình đã thấy có 4-5 hạt rồi. Mình thấy có một câu khá là trend đó là nhìn thì nó đẹp nhưng ăn thì nó ngon. Và chấm mình cũng vậy nè, mọi người thấy nó vậy là mình mặc đâu. Nhưng mà mình để có thể vừa được ăn mà không bị tăng cân, kiểu mình chỉ muốn giữ cân thôi, thì mình sẽ lựa những cái sản phẩm thực phẩm mà ít calo, cộng thêm ví dụ như một tuần 7 ngày thì mình cũng phải lết xuống, mình đi bộ tập thể dục được tầm 3 ngày để có thể giữ cân được. Và đương nhiên là cái chế độ ăn nó chiếm tới tận 70% cái sức khỏe, cái vóc dáng của mình nữa. Nên là mọi người cũng để ý đầu tư vào cái chế độ ăn một tí. Cái hộp này mình mua với giá là 239.000 cho một hộp ngũ cốc 1kg và cực kỳ chất lượng như thế này. Mình thấy giá trên nó là 320 mà lúc mình mua sale còn 239.000. Ví dụ như buổi sáng thì mình sẽ ăn tầm nửa chén này là no rồi. Thêm sữa tươi nè, hoặc là sữa chua nữa thì ngon, nhưng mà mình thấy là nó khá là ngọt. Độ ngọt này đối với mình là đủ rồi. Nếu sử dụng chung với sữa chua thì là sữa chua không đường hoặc là sữa chua ít đường. Tại vì nó khá là ngọt rồi chứ nó không phải là bị ngái như cái yến mạch bình thường đâu. Thực ra thì yến mạch là một cái siêu thực phẩm luôn. Nhưng mà ăn không thì cực kỳ ngán và khó ăn kén người. Nên là các bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm kết hợp như thế này thì chúng ta có thể duy trì được vóc dáng. Hoặc là mình đã nói ở rất là nhiều video rồi, có nghĩa là không phải là các bạn ăn trước hay là sau khi buổi sáng, buổi tối hay là gì, mà là các bạn phải áp dụng nó trong một cái chế độ ăn hợp lý và có kèm thêm tập luyện càng tốt. Để khi chúng ta tập luyện á, có tập thể dục thể thao cho dù bất kỳ một cái hành động chăng nữa, thì cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể chúng ta nó sẽ tốt lên. Thì khi quá trình trao đổi chất mà nó tốt á, thì chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh. Đầu tiên là chúng ta phải khỏe mạnh trước thì chúng ta mới tính được với vấn đề ốm hay là mập hay gì, đúng không? Tại vì cùng một cái cân nặng như nhau mà một bạn có một cái cơ thể khỏe mạnh, săn chắc thì nhìn nó cũng sẽ thật vui hơn và nhìn nó tràn đầy năng lượng hơn. Mình tâm đắc cái câu đó bữa giờ luôn nè. Nhìn thì nó đẹp nhưng ăn thì nó ngon, nhưng mà ăn thật sự nó rất là ngon. Và cái sản phẩm này không mà là mình thất vọng nha. Cho điểm thì mình sẽ cho 8 điểm trên 10. Hợp lý. Đấy. Các bạn có xem mình hay là xem bé này? Nhắm chưa? Màu sắc cực kỳ là đẹp mắt và nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Nhìn thôi đã thấy ngon thật sự luôn các bạn xem. Mình sẽ làm một cái thumbnail hoành tráng này.
Thôi thumbnail cũng xong rồi, video này ngắn ngắn thôi cho mọi người xem để các bạn có ngắn gọn thôi, để thời gian làm việc khác, để thời gian lên Shopee order trên mạng này chẳng hạn. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhấn cái chuông nghe, mình sẽ cố gắng ra video vào mỗi tuần. Và mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Và chào tạm biệt mọi người.